Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về bút Parker. Parker là một trong những thương hiệu bút hàng đầu trên thế giới. Nó đại diện cho sự thành công của những người sở hữu bút. Hầu hết những ông chủ thành công và nổi tiếng trên thế giới đều sở hữu bút Parker để ký những giấy tờ quan trọng. Và người sở hữu Parker thì gần như là tạo nên một cái tên tuổi thương hiệu cho chính bản thân mình. Từ đường nét và chi tiết, bút Parker làm rất là tinh xảo. Đây là chiếc bút nắp vàng, chuôi màu bạc. Khi rút bút ra thì bạn thấy phần đầu cũng được mạ vàng rất là đẹp. Và tiếng đóng nắp cũng rất là chắc chắn. Với một hộp bút Parker thì thường ruột bút sẽ nằm riêng và ở bên dưới, nằm trong hộp. Đây là ruột bút Parker. Nó sẽ đi kèm với cả bút. Đây là một bộ của nó. Khi sử dụng thì bạn có thể thay ruột bút vào. Ruột bút làm tại Pháp, Made in France. Bạn có thể nhìn thấy luôn trên ruột bút. Để sở hữu một chiếc bút Parker thì mời các bạn liên hệ đặt hàng qua website buto.vn hoặc qua Facebook Shop Buto. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.